dữ hơn nó thì làm sao mà nó dám vô được. Chơi nha, chơi nha. Thẩm nè, thẩm nè. Ủa anh không thấy cái bảng là do not touch hả? Chạm đụng vô. Anh nhường có cái hình do not touch hay lắm đó. Anh nhường đâu rồi, bỏ hình đỏ lên đi. Do not touch. Cái đó anh... vui, I really like it. Dạ. Yeah. Anh nhường con có cái hình đỉnh request thay vì ta là put up front là anh là put at the back. Bỏ cái móng anh kêu chụp cho anh cái hình. Chúng ta mới ăn được chứ. Yeah. Thì có những cái đó vui mà có rất là nhiều anh chị chụp hình thành ra mấy cái đó nó very good memory. Yeah. Sẽ nhớ for a long time, mẹ cũng vui. Dạ, hôm nay có như có anh nào cũng bỏ cái anh chụp như rút lên cái đẹp á. Ý anh nói đẹp là tại vì em được đứng giữa. Màu vàng nổi chị trẻ. Vàng nổi. Có anh, không biết anh nào mà... hình như là anh Hải sao đó chụp làm sao mà ghép nhiều tấm hình vào, cái đó cũng hay hả? Cái đó là dùng, không biết là dùng camera hay là dùng Photoshop. Photoshop thì hiền biết là làm, Photoshop. Nhưng mà camera thì không biết. Photoshop đó, tại vì anh chụp okay. Mỗi lần vậy anh chụp nhiều. Chụp nhiều tấm hả? Ok. Dạ. Yeah. Cái đó là gì của anh đó mà. Ừ. Hình như là anh Hải hả? Anh Hải, anh phải là anh Hải hả? Anh Nam Hải hả? Đặng Nam Hải. Hải Nam Đăng, Hải Nam Đăng, Đặng Nam Hải. Dạ, anh Hải đó, thầy xưa là cũng học cùng lớp với Hiền á, còn học Hiền cũng là học PSVN. Ồ, dạ vậy á hả? Dạ, yeah, yeah. Thì thời xưa mình là học trò rồi, sau này là từ từ mình bò lên là làm đại. Yeah. Chứ cũng là thì mình học được thành ra mình muốn chia sẻ lại cho mọi người. Rồi về 50 năm nữa em cũng sẽ đi dành lại cho thể hiện sao. Quá 50 năm bây giờ ngoài em học chậm em bò cho nên em 50 năm nữa thành ra là bây giờ hứa quyết tâm rồi, lúc này là lo học đàng hoàng. Ok, yeah, thật ra mình mà học nhiều năm thì mình càng giỏi thôi. That's how I do it too. Cứ lặp lui lặp lại một hồi nó thấm vào thôi. Yeah. Ai cũng vậy thôi. Yeah, tại, bây giờ Hiền bao giờ cũng thích tặng đúng giờ nên chắc Hiền cũng có đi lê thêm nè. Ok, thành ra nhưng mà hôm nay đó mình sẽ nói về những cái kỹ thuật dùng Photoshop mà đối với Hiền rất là hữu dụng. Thật ra nó có rất là nhiều cái kỹ thuật đương nhiên rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói tới ba cái kỹ thuật mà Hiền nghĩ là rất là lợi, lý thuyết nó rất là lợi cho Hiền. Ok, thành ra Hiền muốn chia sẻ cái này. Thì ba cái kỹ thuật này đều involve vào là mình chụp nhiều tấm rồi mình dùng Photoshop để mà mình làm những cái hiệu ứng mà mình muốn. Ok. Thì trước nhất đó, bây giờ để Hiền share cái đó, Hiền sẽ share một cái very short presentation trước. Xong rồi mình sẽ vào Photoshop mình nói sau ha. Dạ. Okay, đợi Hiền một chút xíu. Let me kind of arrange everything.
Cái đợi thêm một phút nha, để let me kind of arrange cái recording, cái recording nó hơi bị trouble. Make sure là quý vị có recording để mà ôn lại. Okay, very good. Okay, bây giờ đó nói kỹ thuật thật ra tiếng Việt của mình chập nhuộc quá. Thành ra viết sai thì quý vị đừng có cười. Cái thời mà mình qua Mỹ năm 16 tuổi còn nhỏ xíu, không nhớ nhiều. Thì đại khái là cái cách mà mình chụp hình đó là mình phải biết cái lý do mà Hiền làm cái này, tại vì cho những người nào mà không có quen thuộc với là những cái mà mình nói thì họ sẽ không có ra chụp hình thì không có hình để mà làm Photoshop, đúng không? Thành ra rất là quan trọng là mình phải chụp được hình rồi sau đó mình mới làm Photoshop. Đó là tại sao mình sẽ nói về cái này. Thì mình sẽ nói về ba thứ. Cái thứ đầu tiên đó là Hiền nghĩ rất là lợi, là mình sẽ dùng Photoshop để mà mình emulate cái neutral density là ND filter effect. Thế thì quý vị biết là khi mà mình chụp hình mà có sóng, có nước, có thác nước mà đại khái đó, thì thường là mình có khuynh hướng mình muốn làm cho cái nước nó mờ đi đấy, để mà convey motion or whatever the reason. Ok, thì cái cách mà mình làm cho nó mờ đi là mình để cái tốc độ màn chập thiệt là chậm. Cái cách mà mình để cái shutter speed 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây chẳng hạn, tùy theo cái tốc độ của cái nước. Thành ra đó mình sẽ làm cho cái nước nó mờ. Ok. Thì ban ngày á, mà mình đi ra ngoài mà mình muốn cho cái tốc độ mà 5 giây chẳng hạn là impossible, tại mình nhiều ánh sáng quá, thì có cái cách là mình dùng cái neutral density filter là cái filter màu đen gắn vào trong cái ống kính, thì nó sẽ giảm cái cường độ của ánh sáng vào trong cái sensor, thành ra mình có thể dùng cái tốc độ màn chập dài hơn. Ok, that's the main reason mình xài ND filter. Nhưng mà cái problem của ND filter đó là mình, một là mình phải có, đúng không? Hai là mình phải nhớ mang theo. Ba là mình phải có thì giờ mình gắn vào. Okay. And so on so forth. Nếu mà mình mà không có thì làm sao? Đấy, thì cái purpose mà Hiền muốn nói là khi mà mình kẹt đó, thường là mình bao giờ cũng mang theo, đúng không? Nhưng mà sẽ có lúc mà quên. Khi mình quên á, thì mình vẫn có thể xài được bằng cách dùng Photoshop. Thì mình sẽ chụp nhiều tấm hình, xong rồi mình về mình ghép. Ok, thì that is the idea. Để tí nữa mình sẽ nói thêm. Thế có một cái chức năng nữa đó là nếu mà mình đi chụp hình mà ánh sáng nó thiếu quá thì mà mình muốn set cái shutter speed với cái aperture của mình ở một cái setting nào đó, mình thiếu ánh sáng quá thì mình phải tăng ISO lên, đúng không? ISO ví dụ như 3200, 6400, 12800, 24600 đại khái 25600 thì cái noise nó rất là nhiều. Thì mình có một cái cách mà mình giảm noise là mình chụp nhiều tấm hình rồi mình dùng Photoshop để mình giảm noise. Okay. Nếu mà quý vị mà có máy hình Canon thì có thể là quý vị có nghe nói về cái multiple exposure. Canon nó có cái đặc biệt là nó có cái chức năng đó là quý vị có thể dùng cái camera chụp multiple exposure, set nó cho đúng thì nó sẽ giảm noise cho quý vị right on the camera. Problem của cái đó là nó chỉ là làm cho mình một cái tấm JPEG thôi. Thì nó giảm noise rất là good. Nhưng mà mình lấy JPEG mà mình sửa thêm cái gì khác thì mình không có raw để mình sửa, vậy thôi. Ok. Thành ra cái technique mà Hiền show hôm nay là mình có thể chụp nhiều tấm in raw. Mình vào trong Photoshop mình sửa, mình không có bị cái problem là của JPEG.
Rồi thêm một cái chức năng nữa mà Hiền nghĩ là rất là lợi, là mình có thể chụp nhiều tấm hình, rồi mình dùng Photoshop mình remove people automatically. Thế cái đó là khi mà mình mà đi du lịch chẳng hạn, khi mình tới những cái chỗ thắng cảnh, quý vị tưởng tượng tới cái National Arch, ok, tới đó là không có cách nào quý vị mà không có cái lúc nào mà không có người ngồi đó chứ. Cái bất cứ cái thắng cảnh nào cũng vậy, ví dụ qua Texas San Antonio mà vô trong cái Alamo thì thôi người nó đứng đầy ngạt đúng không? Nên mình không có thể nào chụp hình mà không có người trong đó được. What if you want to thì mình có cái technique là mình chụp nhiều tấm. Rồi những cái người nào mà họ move là mình có thể get rid of it bằng Photoshop automatically, ok? Thành ra nó có rất là nhiều cách bằng Photoshop mà mình dùng multiple picture, nhưng mà hôm nay mình chỉ nói tới ba cái này thôi. Thì nghĩ là cái này nó rất là helpful. Để thành ra mình muốn chia sẻ với quý vị. Ok, thì standard equipment you don't really need much. Hiền highly recommend là khi mình chụp multiple picture kiểu này, mình phải có tripod. Thật ra dù cho không có tripod cũng được nữa, nhưng mà mình phải ráng rồi mình đừng làm cho nó rung. Có tripod thì không có vấn đề gì hết. Thành ra bây giờ này cái cách take picture này nó hơi khác theo cái ba cái cách chụp, thì hai cái cách nó giống nhau, một cái cách nó hơi khác. Thì trước nhất là cái most time mình là mình hay chụp mình dùng cái tripod, tại vì mình không có muốn nó move đấy, mình muốn mấy tấm hình giống y như nhau. Rồi tại vì mình dùng cái số nhiều để mà mình lọc ra thành số ít, thành ra càng nhiều tấm hình càng tốt. Ok, theo kinh nghiệm của Hiền tối thiểu quý vị nên có 5 tấm trở lên, dưới đó thì cái result nó ít đi đúng không? Cái problem là nếu mình chụp càng nhiều càng tốt, nhưng mà chụp nhiều quá thì cái Photoshop mình nó chịu không nổi, thành ra there's a trade off. Theo Hiền khoảng chừng 10 tấm hình là ok. Ok, anywhere from 5 tới 10 là ok. Rồi bây giờ mình chụp mà mình muốn emulate ND filter, ví dụ mình ra ngoài biển chẳng hạn, mình gắn vô nói là cái speed của mình nó chỉ được có chừng có 0.25 giây hoặc là 0.5 giây thôi, mà mình muốn 10 giây exposure thì mình chỉ chụp 10 tấm chẳng hạn. Một tấm là cứ 1 giây mình chụp một tấm, 10 tấm là mình sẽ được 10 giây exposure đúng không? Thì that's pretty simple đúng không? Thành ra mình cứ chụp vậy thôi, mình tính coi mình muốn bao nhiêu cái độ mờ. Cái beauty của cái này đó quý vị. Ví dụ quý vị chụp 10 tấm quý vị về ghép thấy nó mờ quá nhiều đúng không? Khi mà mình chụp thác nước rồi cái đó là common problem, nhiều quá thì nó mờ giống như là không có còn chi tiết nào hết. Nhưng mà mình dùng Photoshop mình có thể sửa được. Ví dụ như mình bỏ 10 tấm mà thấy nó không có good thì mình có thể bỏ bớt, mình làm lại được rất là nhanh. I will show you how to do that. Ok, thành ra mình nên chụp nhiều thay vì chụp ít. Chụp nhiều mình có thể loại bớt nếu mình không cần, nhưng mà chụp ít quá hay không có đủ để mà xài làm sao mà loại cái gì được đúng không? Rồi bây giờ skip một cái về removing people là same. Removing people mình không có cần phải là một cái timeline nào hết. Cái idea là mình chụp á, là mình chụp mình make sure người ta không có đứng yên một chỗ, tại vì những cái người mà đứng yên một chỗ mình không có remove được. Sau đó mình phải dùng Photoshop Clone Stamp Tool mình remove bất công. Còn mà muốn remove tự động á, người ta phải move. Thành ra mình ví dụ như là mình tới một cái chỗ nào mà nổi tiếng mà mình phải có patience đúng không? Mình mà đi theo tour là thôi cười ngất. Mình đi từ mình thì mình có thể chụp được ví dụ như 15 phút. Mình đứng đó, mình canh cứ một phút mà mình chụp một tấm thì người ta, du khách người ta tới, người ta đứng đó một chút, người ta cũng đi thôi. Trong vòng 15 phút người ta sẽ mù chắc chắn. Thành ra mình có thể làm như vậy. Còn noise reduction đó, là mình không có cần phải là chụp chậm, chụp nhanh, không cần phải đợi. Mình chụp càng nhanh càng tốt actually. Thành ra mình bật nó qua burst mode. Mình chụp một cái rẹt 5 tấm, 10 tấm chẳng hạn. Tại vì mình chỉ là muốn register cái noise. Thì
thì Photoshop sẽ cancel cái noise. Okay. Again, for cái noise reduction, cái thằng Canon camera nó cũng có chức năng đó để nó get rid. Ok rồi. Ok rồi, thì không có rành về mấy cái camera khác, mà hiện biết là Canon for sure, hình như Sony cũng có cái chức năng nó gọi là interval timer. Interval timer làm sao mình mà vào cái chức năng đó mình có thể specify, là mình có thể nói nó là tao muốn 10 tấm hình chẳng hạn, rồi mình nói cứ một giây chụp cho tao một tấm, hoặc là một phút chụp cho tao một tấm, thì mình có thể specify number shot rồi chụp cái nào. Thì nếu mà mình dùng cái đó thì nó tiện hơn, mình khỏi cần phải ngồi đó mình đợi. Ví dụ như mình muốn get rid of people, mình để 15 phút, cứ một phút chụp một tấm, rồi mình chỉ ngồi đó mình coi, make sure người ta đừng có đụng máy mình hoặc là ăn cắp máy mình thôi, còn mình không cần phải interfere, đúng không? Cái đó thì ok, như vậy là Hiền nói xong về cái phần preparation. Cái idea là mình phải chụp nhiều tấm, 5 tấm tối thiểu, rồi mình về mình ghép. Ok, thì bây giờ Hiền sẽ show cho quý vị cái cách ghép. Không biết ai làm gì mà nó bị kiểu bụp nha. Có ai gõ hình như anh Đạt Phi, anh lưu dùm đi, anh coi cho nó có hết. Ok, hết rồi đó. Cảm ơn. Ok, rồi bây giờ đó, bây giờ mình nhìn thấy Photoshop đúng không? Alright. Thì thì anh sẽ nói về cái NDMA later trước. Okay. Rồi. Giờ trước nhất á. Đây không cần. Thì quý vị thấy á là Hiền để lên trên trên cái link ở trên đó là 15 tấm hình tổng cộng, đúng không? Thì với là một cái PDF về cái presentation này mới làm. Thì đó, 5 cái tấm đầu này gọi là NDM leader đó, là 5 cái tấm mà mình sẽ dùng để mà mình chụp. Thì trước nhất Hiền sẽ open một tấm để show với quý vị một tấm nó look như thế nào trước. Không có cần thiết nhưng mà tôi ok, thì đây là tấm một trong năm tấm. Ok, thì cái tấm hình này chụp hình cũng có editor nhưng mà chỉ có ba desktop thôi. Thật ra là in my opinion cái này là that's what I wanted, nhưng mà tại vì hình chụp 5-7 tấm thì I use this as an example, thì mình có thể làm cho nó mờ hơn. Okay, thành ra quý vị đừng nói cái này mở đủ rồi thì sao mày phải làm, mà cái đó that's the point is how to do it. Okay, đây là một cái tấm. Bây giờ đó, năm ngoái thì cũng có nói về cái ND này rồi, chưa nói mấy cái khác, nhưng mà cái ND này nói rồi. Thì năm ngoái đó Hiền show quý vị nhiều cách quá trời. Một cách là dùng bằng tay manually do it, rồi một hai cách là dùng tự động đó. Confused quý vị không có tưởng tượng được, đúng không? And I think I failed last year. Năm nay Hiền chỉ show quý vị một cách thôi, cách dễ nhất, cách mà quý vị muốn nhớ thôi, còn không có cần show quý vị nhiều cách sẽ bị very confusing. Thì cái cách đây là cái cách mà bây giờ mới show quý vị cái cách, cái này chỉ là mở ra để nó cho quý vị coi mà. Rồi mình vào trong file. Ok, xong rồi mình vào trong script dưới này nè, quý vị thấy không? Ok, xong rồi mình vào trong statistics.
Ok. Rồi mình click on statistics. Thì cái image statistics này nó sẽ hiện ra, đúng không? Thì cái trước nhất là nó gọi là choose text mode. Thì mình click vào đây là quý vị sẽ thấy nó có rất là nhiều mode khác nhau, đúng không? Hôm nay mình chỉ học có hai mode thôi. Cái mode mean mới là median. Mà cho cái ND simulator này á, là mình dùng mean, tức là cái đầu tiên. Okay. Cái mean, text mode là mean. Xong rồi á, nó nói là use gì, mình có thể chọn folder, mình có thể chọn file, mình sẽ chọn file, tại hiện sẽ load 5 tấm vào, bấm cái browse, đúng không? Vào trong cái folder mà mình cần, đúng không? Highlight 5 tấm này. Ok. Rồi bấm ok. Thì nó sẽ cho 5 tấm này vào. Thì quý vị nè, make sure quý vị click cái này, click nó attempt to align. Dù cho quý vị xài tripod đi nữa, cái này nó doesn't hurt. And I always do that. Ok. Tại vì ngay cả tripod nó cũng move. Okay. Rồi mình bấm ok. Để nhớ là mean nha. Thế bây giờ đó cái Photoshop nó sẽ load 5 cái tấm hình lại cho mình, xong rồi nó sẽ đổi qua cái smart filter, xong rồi nó sẽ apply cái statistical mean vào trong 5 tấm hình đó. Đó là lý do quý vị thấy 5 tấm cũng take a little time. Nếu quý vị xài 10 tấm nó sẽ take even more time. Nên mình phải có một cái balance, một cái quân bình nào đó. 5 tấm, 7 tấm, 10 tấm thì sắp chiêu. Ok, bây giờ nó đổi qua Smart Filter rồi. Bây giờ nó sẽ apply cái... Bây giờ nó sẽ align nó trước. Xong rồi nó sẽ apply cái filter. Take a little time, nhưng mà cái này nó absolutely will help. Rồi, ok. Giờ trước nhất là để mình take một cái snapshot để mình nhớ. Khi mà quý vị bấm cái snapshot ở đây thì nó lên đây nè, thành ra mình có thể check nè. Cái đầu tiên đúng không? Sau khi mà mình làm ND xong rồi đó, quý vị thấy là cái nước nó mờ đó không? That là completely simulate cái ND effect. Ok? That is how it works. Rồi, bây giờ nè. Quý vị nhìn cái này, right? Quý vị nói cái này nó mờ quá. Ok, bây giờ tôi không có muốn xài 5 tấm, tôi chỉ muốn xài 3 tấm thôi, chuyện gì xảy ra, đúng không? Bây giờ chẳng lẽ phải là get out rồi come back and do 3 tấm xong. Of course you can do that, nhưng mà you don't need to. Tại vì đó, những cái lớp trước mình đã dạy rồi đó, là cái smart filter, cái lời của cái smart filter là cái gì, nhớ không? Là mình có thể always edit it. Ok. Thành ra, to edit it, mình double click on cái smart filter. Did I double click on it or not? Chắc là chưa quá. Yeah, không biết tại sao. Ok, cái này nó hiện ra, mình thường là mình check don't show again, nó chỉ giải thích cho mình cách thôi. Khi mà mình mà edit như vậy, nó sẽ mở ra một cái file mới, cái file đó nó sẽ info
cái smart filter ra. Inside cái smart filter nó có 5 tấm đó hồi này mình vào. Mày thấy không? Thành ra bây giờ thí dụ như mình nói thay vì tôi xài 5 tấm thì tôi chỉ muốn xài 3 tấm thôi để mà giảm cái độ mờ. Thì you can do it easily. Thí dụ như là mình muốn tấm này với tấm này gòn. Đúng không? Thì mình ấn click nó thôi. Xong rồi mình vào đây nè, cái này là cái nó mở ra đó. Mình close nó. Khi mà close nó hỏi mình có save không? Quý vị mà muốn nó take effect thì quý vị phải nói yes. Save nó. Thì nó sẽ sau khi nó save nó sẽ update cái thằng kia. Đó, giờ nó update rồi đó. Cái lý do mà Hiền làm cái snapshot là để cho quý vị so sánh là cái này là 3 tấm đúng không? Cái này là 5 tấm đó. Cái 5 tấm nó mờ hơn đúng không? 3 tấm nè. Rồi 1 tấm nè. Ok, thành ra đó quý vị có thể dùng cái method này để mà simulate cái độ mờ của nước. Cái này còn dễ hơn là thật sự là quý vị phải gắn ND filter vô mệt xỉu ấy. Phải set nó rồi về đâu có sửa được. Khi mà quý vị chụp multiple picture này, you can fix it anytime. Nó có nhiều cái lợi. Thêm một cái lợi nữa, khi mà mình xài ND filter, nếu mà mình không có xài cái ND filter mà tốt, và cái màu của cái tấm hình mình nó bị đổi. Cái đó đôi lúc sửa không được luôn. Thành ra nhưng mà nếu mà mình chụp không có xài ND filter, mình dùng cái cách này thì nó không có bị đổi màu. Thành ra đôi lúc nó còn lợi hơn, nó sẽ chấp chỉ dù, ok. Thành ra đó, bây giờ là mình xong cái phần mà ND emulator rồi, có ai có câu hỏi không? Anh Nhân ơi. Dạ, anh Nhân. Anh cho hỏi một câu. Vâng. Trong trường hợp anh chụp HDR đây, thì có dùng được cách này không? À, cũng được anh, nhưng mà cái problem anh phải chụp nhiều hơn. Thì tức là ví dụ như anh chụp HDR là 3 tấm, mà anh muốn 5 tấm này là anh phải chụp 15 tấm vậy thôi. I've done it before. Anh hiểu ý nói không? Đúng yeah. Ừ. Tại vì cái cần cái thời gian nó dài dạ. Yeah. Thì thật ra đó anh có thể chụp thời gian dài cũng sao, tại vì mình biết cái cách mà mình sửa đó, mình double click cho mình. Thay vì mình xài 10 tấm thì mình xài 3 tấm cũng được, 5 tấm cũng được. Nhưng mà Hiền recommend là quý vị nên xài chừng 5 tấm trở lên. Tại vì 3 tấm là nó very iffy. Rồi cái thí dụ của Hiền vừa show quý vị thì nó cũng work. Nhưng mà nó không có perfect đâu. Có nhiều lúc nó không work very well. Ok. Thành ra, yeah, anh Dũng bring up a really good point. As a matter of fact, 5 cái tấm này của Hiền đều là thật ra là Hiền chụp 15 tấm. Tại vì mỗi tấm như vậy là đều là xài HDR rồi. Okay. Mỗi tấm như vậy Hiền đã xài HDR rồi. 5 cái tấm của Hiền đây là đều là xài HDR rồi. Thành ra tổng cộng là 15 tấm. Cái đó Hiền đáng lẽ Hiền phải nhắc. Nhưng mà Hiền quên, nhưng mà may quá anh Dũng anh hỏi. Thành ra perfect anh Dũng. Anh Dũng, cảm ơn anh. Ok, như vậy là mình xong cái phần này ha. Rồi. Quên mất nói về cái HDR. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái remove noise. Ok. Thì khi mà mình remove noise, ok. Bật mí cho quý vị, cái remove noise với là cái ND emulator là exactly the same process, không có khác cái gì hết, nhưng mà mình chỉ là dùng cái hiệu ứng khác nhau thôi, same exact. Nhưng mà again, trước khi mình làm này thì muốn open một cái tấm lên để cho compare cho nó dễ thôi. Thật ra I don't need to do it, nhưng mà why not. Cái thứ nhì đó mình gọi là remove noise, mình có 5 tấm chụp 5 tấm giống y như nhau. Thì mình sẽ mở randomly, mở một tấm.
Thế thì cái tấm này thì không có nhớ rõ nhưng hàng chụp ở ISO khá cao, khoảng chừng 2004 rồi trong tình tấm này ra. Thế thì ở cái magnification này quý vị không có theo được đâu, nhưng mà ai vô zoom này đi hình đúng. Giờ hold down cái Z key ha, zoom in đấy, bấm 1, 3, 4, 5. Ok, ở cái này nè, không biết quý vị có thấy được không? Nó rất là noisy đúng không quý vị? Ok. Very noisy in here. Yeah, very noisy, vâng. Ok, rồi. Thành ra mình thấy rõ ràng nó noisy đúng không? Mình chụp 5 tấm giống y như nhau. Xong rồi bây giờ mình sẽ xài cái real method này. Cái này chỉ là show quý vị thôi. Còn cái real method đó quý vị dùng exact cái same method. Mình vào trong file, vào trong script, vào trong statistics. Ok. Mình cũng xài mean luôn, tức là cái first choice. Ok. Tức là giống y, đúng không? Vào mấy cái file. Ok, load 5 tấm này vào. Ok, xong rồi. Bao giờ cũng check cái này như quý vị, and highly recommend. Nếu mà nó bị off một cái là cái tấm hình mình sẽ bị mờ. Tại vì nó không có align. Bấm ok. Thành ra cái remove noise với là cái NDM laser là exactly the same method. Nó, nhưng mà tại vì cái này nó không có cái gì moving ngoài cái noise. Noise nó random, hình nó nằm everywhere đúng không? Nên là mấy cái noise nó sẽ bị take an average, nó sẽ giảm đi vậy thôi. That is the key. Để quý vị patience một chút, cái này nó cũng take time. Và cái noise reduction này đó là không biết là chụp Milky Way nó có work không, tại vì cái problem là mấy cái ngôi sao nó cũng move nữa. Thành ra, nhưng mà quý vị nào mà sau này mà đi chụp Milky Way đó thì nhớ chịu khó chụp 5-7 tấm này về thử rồi nói cho Hiền biết. Tại vì I don't go out too often, Hiền cũng muốn đi chụp Milky Way mà mỗi lần mà ra đó cái là mình quên mất về cái vụ này, mình đâu có chụp kiểu đó, mình không có sample. Okay. Nhưng mà đây nè, bây giờ là nó làm xong rồi đúng không? Thì bây giờ Hiền sẽ zoom in, do same thing, right? Try to zoom in the same place. Ok, bây giờ quý vị thấy nè, đây là cái cleanup version. Đây là cái original. Okay. Cleanup. Ok, tập ra đó. Thực ra cái đó nó chậm quá, let me do a snapshot, same thing. Cái này là trước nè. Ok, sau nè. Các quý vị thấy là
nó absolutely clean up. Thành ra là in a bind á, mình vào cái chỗ nào mình chụp đó, mà mình bị noise quá đó. You can take multiple pictures về clean up. Mà cái này nó clean up đặc biệt một cái là nó không có bị mấy cái phần mà có hình nó không có bị suffer như là dù mình về mà mình dùng Photoshop hoặc là mình dùng image dynamic noise hoặc là Topaz denoise này nó mấy cái đó nó sẽ làm cho cái tấm hình của mình bị mờ. Nó clean noise very good nhưng mà tấm hình cũng bị mờ. Cái method này ít bị mờ hơn, nếu mà nó có bị mờ không có mờ bao nhiêu hết. It's actually really really good. Okay. And that is another hiệu ứng. Bây giờ hình số quý vị thêm một cái nữa. Anh hình cho tôi hỏi câu hỏi được không vậy anh? Như chắc anh Thomas. Nếu mà anh chụp 5 tấm, anh chụp 5 tấm để mà anh clean noise, thì trong cái 5 tấm này đó là cái setup exactly the same hả? Dạ đúng rồi. Coi như là chỉ bấm. Tức là đó, là theo cái mà Hiền đề nghị. Chỉ bấm 5. Anh bật nó qua burst mode đúng không? Cái gọi là high speed mode. Ok. Rồi anh bấm rẹt một phát 5-7 tấm luôn. Tức là mình chụp và mình không có muốn cái gì thay đổi, mình chỉ muốn cái noise nó thay đổi thôi. Và nếu khi mà mình chụp như vậy á, mỗi lần mà mình chụp cái noise nó lại khác. Tại vì tôi cũng hơi confused cái đó, tại sao cái noise nó khác nếu mà cái setup nó exactly the same. Tại nó là electronic mà anh. Electronic is a noise cũng giống như là anh mà coi cái TV mà không có signal đó. Thì anh get noise thì cái noise đó nó nhảy tùm lum hết. Thì okay. Cái noise nó không có stay the same place. Đó okay. Là cái hiệu ứng của cái noise nha. Tại vì tôi nghĩ là setup exactly the same, mỗi lần bấm xuống nó sẽ exactly như vậy. Không, okay. Nhưng mà cái noise nó sẽ không có exact. Okay. That's the nature of noise. Noise nó không có exact. Everything else exact, cái noise không exact. That's how you can clean it up. Okay, cảm ơn anh. Yeah. Good question. Cái đó là mình nên hỏi. Gọi là inquisitive mind là phải hỏi mấy cái đó. Thank you. Cái noise đó, nó random. Nó không có stationary giống như là mấy cái hình của mình đang chụp ở đây. Vâng, thành ra anh chụp nhiều tấm á, thì cái noise nó sẽ khác nhau. Thì anh Hiền anh dùng cái mask và mean á, thì anh lấy average. Dạ, đúng như vậy. Ok, anh giờ tôi hiểu rồi. Tại vì tôi nghĩ trong đầu cái setup exactly the same thì nó sẽ come out exactly the same. Nhưng mà cái noise là không có the same. Dạ, cái đó very good. Thank you anh Tuấn. Anh Tuấn nói. Cảm ơn anh. Yeah. Anh Tuấn nói rõ ràng quá trời. Thì nói là jumble up dữ lắm. Hôm nay okay, tôi gặp anh Tuấn lần nữa. Anh Tuấn vừa con nhà giàu rồi nè. Học giỏi, đẹp trai, đúng không? Đẹp trai, anh nào cũng vậy hết trơn. Thành ra nguyên cái hội PSCDN của mình ai cũng đẹp hết trơn. Anh phải nói cho em nữa là anh tưởng con gái nhà giàu học giỏi và vợ đẹp nữa. Tại vợ bị anh khác em chưa thấy, nhưng mà em thấy vợ của anh tưởng rồi. Hát hay nè. Còn hát hay nữa. Cái đó chị mới khen được, chứ mà mình đàn ông mà mình khen, chắc anh Tuấn anh quýnh, nó chạy không kịp. Ok rồi. Ok ha, bây giờ đó mình sẽ nói tới cái chức năng cuối. Cái chức năng cuối đối với Hiền là I'm very excited about it. Tiếc một cái là Hiền không có very good example to show quý vị, nhưng mà cũng được rồi. Thật ra Hiền tính chạy ra ngoài biển chụp, nhưng mà tới phút cuối mình lười quá, mình không có làm, thành ra xin lỗi. Ok, thì cái idea của cái cuối là vậy này. Cái này nó rất là hữu hiệu, là tại vì khi mà mình đi chụp một cái thắng cảnh mà nhiều người quá, mà mình nhất định mình muốn chụp cái thắng cảnh không có người thì làm sao mà làm được, đúng không? Mình về mình dùng Photoshop giỏi, gọi clone stamp tool giỏi, tới cái giai đoạn nào quý vị cũng không có thể nào làm perfect được hết. Ok, chỉ trừ cái anh Tuấn làm ở nơi mấy cái đèn ở LA, là không biết sao anh làm là look incredible. Ok,
không biết anh clone hay là sao thì không biết, nhưng có thể làm được nhưng mà tốn rất là nhiều công đúng không? Thì here I'm showing you là không tốn công gì hết. Okay, thì giờ là just to show you thôi. Hồi này đáng lẽ nên show trong cái presentation, nhưng mà I will open one of the pictures show you là bằng chứng là thật sự nó có người trong này giống mà không, đúng không? Tuy là mấy cái lúc này hình chụp cái này á, người ở trong công viên ít quá, mình đợi mười mấy phút mà chẳng có ai đi bộ qua, chắc là tại buổi sáng sớm quá, ít người đi quá, thành ra mình chụp lèo trèo được có mấy người. Đại khái đây là một trong mấy cái tấm hình này, nó có người, okay. Mà mình muốn chụp cái scene này không có ai hết, đúng không? That's the idea. Ok, thì cái method đó almost exactly the same như vậy. Vào trong file, ok, vào trong script, vào trong statistics. Ok, xong rồi, cái stack mode đó, thay vì mình xài mean, thì mình vào mình xài median. Ok, mình xài median. That's the only difference. Rồi mình làm cái browse. Okay, rồi hiện sẽ load 5 tấm này vào. 5 tấm này tấm nào cũng có một số người trong. Ok, nhớ check nha. Check for every picture có ai cần xem. Okay, same difference, nó sẽ go, nó crank. Sẵn đây cho em hỏi luôn là after anh Hiền lost 5 tấm hình thì làm sao mà nó become một cái smart filter tự động nó tự động chị tự động rồi cảm ơn em. Dạ cái này tự động hoàn toàn, mình không có làm gì hết á. Càng trễ thì cái computer nó càng chạy chậm hả, lạ ghê. Ok, sắp xong rồi. Ok, quý vị không biết quý vị thấy được không? Nếu mà cái này absolutely là zero people, quý vị thấy không? Nếu mà mình dùng Photoshop không có cách nào mà mình làm được hoàn mỹ như vậy được hết. Cái idea của cái median á là nó nhìn 5 tấm hình của mình. Okay. Nó coi cái chỗ nào mà giống y như nhau á, tức là nó giữ mấy cái đó lại. Cái nào mà nó khác nhau một chút đó, là nó get rid. Đó tại sao người ta mà move đi đó thì nó không có constant đúng không? Nó lấy 5 tấm đó, nó so sánh cái nào mà không có constant đó, thì nó get rid. Thành ra bao nhiêu người nó get rid hết. Absolutely là clean. Thành ra quý vị có thể chụp một cái chỗ dù cho cái gì có 100 người đi nữa, miễn sao mà người ta move around thì
100 người Sài Gòn completely guaranteed. Cái này nó rất là hay. Cái này, yeah, you should remember how to do it. Chịu khó chụp một chút thôi. Về sẽ có tấm hình clean, beautiful. Chỗ nào đông mấy cũng không có sao. Thành ra lần sau mình đi field trip đó, thì expect quý vị phải có một vài tấm hình không có người nào hết nha. Ok. Rồi, bây giờ nè. Bây giờ hồi này mình nói sao? Mình mà muốn sửa, ví dụ thay vì 5 tấm mà mình muốn xài 10 tấm, hoặc là nếu mình có 10 tấm mà mình muốn xài 5 tấm thì mình double click vào cái smart filter mình sửa, đúng không? Đây này, để anh làm lại cho quý vị coi. I'm gonna click cái này, don't show yet. Ok, quý vị thấy nó mở ra thì 5 tấm đúng không? Nhưng mà cái problem của cái này á, là quý vị chỉ sửa được cái gì? Sửa được là bao nhiêu tấm hình xài thôi. Nếu mà thay vì mà hình xài median mà hình make a mistake thì muốn xài mean chẳng hạn. Thì do I have to like cancel cái này rồi go back and do the whole thing over again? Answer là no. Cái này đó, tuy là cái này chỉ sửa được là bao nhiêu tấm hình thôi. Nó không có cho mình biết, nó không có cho mình cái cách để mà sửa cái method, đúng quý vị. Nhưng mà không có nghĩa là mình không xài được nha. Ok, you just don't use it here. Okay. Thành ra mình sẽ close cái này đi. Này just to show you là không có cách nào để nó sửa cái method được hết. Chỉ có sửa được bao nhiêu tấm hình thôi, đúng không? Trong cái smart object này. Nó hiện sẽ không có save, thằng này không update. Ok, now go back to cái này nè. Nơi cái chỗ smart object này nè. Đấy. Tấm hình này nè. Nếu quý vị muốn sửa đó. Ok, I show you. View vào trong layer. Okay, vào trong layer nha. Rồi xuống cái nó gọi là smart object nha. Ok. Rồi quý vị xuống stack mode nè. Ok. Quý vị sẽ thấy nó là median. Median là cái này mình chọn, đúng không? Nếu mà quý vị muốn đổi qua bất cứ một cái stack mode nào khác thì all you have to do is here. Trong cái thí dụ này hiện sẽ bật nó qua mean. Okay. That's all you have to do. Thì nó sẽ recompute cho quý vị. Thành ra nếu mà mình mà xài cái đó mà sai, mình vẫn sửa được. Nhưng mà nó dùng... Này, nếu mà mình chụp cái nghĩa địa là hay đó anh. Giống như có con ma đó. À, đúng rồi đó. Cái này bây giờ là... Ở đây... Vì nó sương khói mờ nhẫn ảnh ha. Yeah. Bây giờ là có mấy ma đây rồi đúng không? Thành ra đó, khi mà mình make mistake á, mình vẫn sửa được. Ok, vào được vào layer nè. Ok, vào smart object nè. Vào stack mode nè, đúng không? Đổi nó qua đài median. Thật ra mấy cái cách này nó có nhiều cách lắm. Nhưng mà khi nào mình, năm nay hiện không có plan nói thêm về mấy cái này, nhưng mà để hiện nghiên cứu, nếu mà có một cái nào mà lợi thật sự mà lợi cho mình thì mình mới làm. Có nhiều cái biết để làm gì, biết xong mà mình không xài vài tuần là mình quên mất. Thành ra năm nay hiện lấy kinh nghiệm, hiện không có muốn nói về những cái mà mình sẽ không có xài, cái nào mà thật sự lợi ích thì mình mới nói. Ok, thành ra cái này đối với hiện rất là lợi. Tại vì khi quý vị đi bao giờ cũng có những cái trường hợp mà quý vị không muốn có người trong này thì mình dùng cái này rất là dễ. Ok, mình không cần phải là biết clone hay là gì hết đó, mình bấm phá là xong vậy thôi. Thành ra như vậy là hình xong rồi đó. Hôm nay là lần đầu tiên là mình finish tương đối early này nè. Cũng hơi lạ ở đây nha. Thành ra quý vị có câu hỏi nữa không? Dạ. Em có câu hỏi là
Anh nói là khi mà mình ở Medium đó, thì nó cho mình sửa một số hình, một số tấm thôi. Thành ra mình phải chuyển nó qua Medium. À, không, 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 sửa không, gì phải, anh? Không phải chị. Dạ. Cái này là Hiền nói, ví dụ như mình make a mistake, mình muốn đổi thì mình đổi kiểu đó. Nhưng mà cái cách mà làm cái này nè là chị bật nó qua Medium thì mới là get rid người được. Yeah. Còn cái Smart Object là chỉ sửa được là sửa cái number of pictures thôi. Nhưng mà không có sửa được cái method. Hiểu ý nói không? Dạ, yeah, dạ, yeah, em hiểu rồi. Sửa cái method đó là phải vào trong cái layer này, Smart Object này. Yeah. Đây là cái cách mà sửa method. Đây là method đúng không? Yeah. Còn sửa cái number picture đó là qua cái Smart Object kia. Hai cái đó nó khác nhau. Mà bù lại đó, cái cách này đó, in general nó very flexible. Nó cho phép mình sửa đúng không? And you can play with it. Thí dụ như quý vị mà tò mò nói ok bây giờ what happened if I use entropy thử ra. Mình có một chút thời gian mình thử. And cái này đó, it let you play around with it. Mình chưa làm bao giờ không biết entropy nó ra cái dạng gì nữa. Mà mình mà play quá nhiều đôi lúc mình lại get confused. Bây giờ quý vị chỉ nhớ nè. Dùng cái gì? File, đấy, scripts, statistics, get rid of noise, average ND filter, thì mình dùng mean. Còn get rid of people, dùng median, that's all you have to remember. Là ăn tiền rồi. Chỉ có cái đó thôi, thành ra mình mới có hy vọng mình sẽ nhớ được. Sang năm mà mình làm, mình vẫn còn nhớ. Chứ mình mà nói nhiều quá là mình không có nhớ cái gì hết. Cái này là hoàn toàn là blow up. Yeah, cái đó, that's not the right way to do it. Thật ra đâu, nếu quý vị muốn, đâu có cần phải recalculate đâu đúng không? Nhớ làm sao? Mình qua đây mình bấm lại thôi nè. Nhớ không, cái history á, nó will help you a lot. Bấm history thôi. You don't need to recalculate. And then you can play with it. Ok. Rồi có câu hỏi nào khác không ạ? Thank you anh Hiền. Rất là helpful. Cho chị hỏi lại Hiền. Nãy Hiền nói people là median hay là mean? People là median chị. Median. Yeah. Còn noise là mean. Yeah. Noise với là cái kia là mean. Yeah, rồi mới là cái ND với là cái noise là cái đầu tiên, nhớ vậy là được. Yeah, rồi cảm ơn thì. Mean với cái median này nó giống giống nhau, nó hay lộn lắm. Nhưng yeah. Mà chị cứ nhớ là hai cái đầu đó là cái đầu tiên. Đấy. Yeah. Đó là cái đầu tiên. Là được rồi. Mà có sai thì mình vào trong trong layer này mình sửa lại thôi. Là mình chọn either or thôi, nó ra thôi. Thật ra đó, hồi nãy mình quên show quý vị, nhưng mà cho cái noise removal đó, cái median nó cũng work nữa. Nó không có work well bằng cái mean thôi. Nhưng mà nó vẫn work. Tại vì nó cũng make mấy cái mà non-constant disappear, đúng không? Thành ra mấy cái noise nó cũng non-constant, nó move around. Thành ra nó, cái median nó cũng get rid cái noise luôn. Nó không có tốt bằng cái mean thôi. Thành ra cái mean á, là much better. Cho hai cái đó, cái ND với là cái noise, dùng mean nó much better. Rồi còn cái median á, là cho people đó, là nó much better. Cái kia quý vị thấy là nó vẫn còn mấy cái bóng ma còn lại, đúng không? Nó không có remove completely. That's a problem. Ok. Rồi như vậy là xong cái lesson này. Tuần sau anh Hiệp
Nếu mà Hiền nhớ không lầm thì anh sẽ dạy về curve, đúng không anh Hiệp? Anh Hiệp có đây nha. Dạy về gì anh? Curve dùng. Dạ. Anh Hiệp anh bị đau răng rồi. Dạ. Ồ, đấy hả? Oh no. Anh Hiệp nói hết được rồi. Oh no. Dạ anh Hiệp anh nói rằng nói là từng sợ anh dạy curves. Dạ, yeah, ok, tốt, tốt. Ok, thì thành ra đó cái curve nó rất là lợi hại quý vị, nhất là anh Hiệp, anh viết về cái curve rất là rõ ràng đó, thành ra quý vị chịu khó đừng có miss cái đó. Đừng yeah. nói ôi tôi xài curve rồi, tôi biết xài rồi. Đừng có nghĩ như vậy. It's really good. Thành ra, thật ra đó, cái lớp này đó quý vị sẽ you will like it, tại vì 3-4 cái lớp đầu thì nó còn căn bản một chút. Mà sau đó là very advanced, ok, mình làm rất là exciting, học được rất là nhiều cái lớp thứ ba này nè. Thành ra đó quý vị, đừng có miss nó quá nhiều nha. Ok, yeah. Trừ phí mà đi chơi thôi, đi chơi là trump everything. À, bây giờ ở tuổi tụi mình mà mình đi chơi quan trọng hơn đi học đúng không? At least for me. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Hiền. Anh Hiền ơi. Dạ. Anh Hiền cho Thomas hỏi không biết cái Photoshop lúc mà Thomas làm cái statistic á, dạ. Để là cannot merge smart object á, là cái đó cái nó bị như nó bị screw up cái Photoshop phải không anh? Ừ. Cannot merge. Dạ. Yeah. Mà nhưng mà mấy cái hình của anh có giống nhau không? Nó giống anh Hiền nói Thomas mặt nó giống như load 5 cái cùng một lúc anh thì Thomas load y chang vậy, nhưng mà lúc mà click ok cái nó ra cái error, nó để là image statistic. Anh xài cái image của Hiền hay là của anh? Image của anh. Ừ. Cái đó Hiền cũng không có biết nữa, tại vì I never have that mistake nên mình cũng không có rành nữa. Okay. Không có giúp anh được. Bây giờ maybe you try it again, nếu mà kẹt lắm anh reset everything back to default để đôi lúc something goes wrong somewhere. Có ai bị same problem không? Ok, giờ quý vị về try cái đó đi nha. Nếu mà có bị problem là record nó, thử coi cái problem như thế nào. Anh Trung, nếu mà anh có thể anh có thể take a few snapshot được không? Được anh. Rồi gửi cho Hiền coi cái đây nào, Hiền không có picture được nó hư cái gì. Ok. Ok anh. Ok, sorry không có giúp anh được trực tiếp, tại vì nó không có xảy ra cho Hiền. Không sao anh. Thomas snap send a picture. Yeah, mấy cái đó cũng nên make sure là nó work ở đài, vì mấy cái này nó cũng là helpful lắm. Thế anh làm trên cái máy anh symbol quá mà tại sao Thomas lúc tôi làm đi trang không hiểu, tại lúc Thomas click OK cái nó để ra cái message là image statistic cannot merge smart object documents. Không biết là anh có cái option nào mà để prevent nó làm smart object không? Không biết. Để coi lại nè. Hiền cũng không có biết. Ok. Nó có xảy ra cho Hiền. Sorry. Ok. Thank you anh. Dạ, không có gì. Alright. Nếu mà không có câu hỏi nữa thì mình sẽ ngưng ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì yeah, chắc là mình có start lớp mới là đúng mà. Hy vọng là vậy. Hiện chưa có nghe Thư nói gì hết, mình không biết. Học có excited, interesting nên dễ chơi với nhau không biết. Cảm ơn anh. Yeah. Ok, rồi. Ok, cảm ơn anh. Thank you everybody. Bye bye. Thôi bye bye. Bye bye Hiền. Yeah, thank you anh Hiền.